Chào các bạn, mình là Kuro MC đây. Ở tập trước, mình với Dragon được Noxus và Odd có dẫn tụi mình đi tham quan sau cuộc chiến tranh tàn khốc trong FMB. Và tụi mình cũng đi tham quan rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà nơi nào cũng bị hỏng hết. Nhà thì bị cháy, nhà thì bị nổ. Nói chung là sau cuộc chiến tranh này mình cảm thấy là nó rất là kinh khủng luôn ấy. Nhưng mà không sao, và cuộc chiến bây giờ chúng ta đã kết thúc rồi, và hòa bình đã đến. Và trong tập này, tụi mình đã giảng hòa với nhau và tuyên bố thiên thệ với nhau những điều gì đó mà không gây ra chiến tranh nữa. Và mình cũng không biết là sau này có chiến tranh nữa hay không. Thì các bạn nhớ đón xem hết video này của mình nha. Giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bây giờ mình phải đi gặp Oruk để mà Oruk cho mình hai stack, gọi là cái gì nhỉ, thuốc súng ấy. Đâu ta? Bên đây là nhà của Oruk mà mình không thấy Oruk đâu cả. Alo alo. Đây, Ủa, hai stack cái nha. Đó. mấy cái này các em có cần nó không? Cái nào anh? Cái thuốc súng này có cần không? Em có cần không? Có anh, tại em sắp làm cái pháo bông á. À, có cánh chưa? Hả, tí hồi dép buôn vào em mua nè Ui, mua được luôn hả? anh. Được rồi anh, em cày từ hôm qua tới giờ. Đó Gì? nè, anh coi trong gương có gì anh xài được thì anh cứ lấy ngay. À, không biết còn xài được. Này có cái đầu rồng nè. Thôi. Đầu rồng đeo nó sao sao ấy. Nè được rồi. Cảm ơn nha. Ok anh, Cảm không ơn có Đức gì. nha. Bye bye Ok, lần sau anh trả ơn. anh. Và đây là cái đoạn mà anh MK có tuyên thệ với bọn mình là chiến tranh đã kết thúc và hòa bình rồi. Và mình nghĩ sau này sẽ không có chiến tranh nữa. Và mình hy vọng là như thế. Mình muốn một cuộc sống hòa bình và yên ổn thôi. Rồi. Ok. Chào mừng các bạn đã đến với buổi họp ra mắt thành viên mới cũng như là kết thúc chiến tranh của Minecraft YouTuber SMB. Các bạn hãy cùng nhau vỗ tay cái nào. Rồi thì ngày hôm nay sẽ có hai việc chính nha. Tại vì có một số việc là anh Ronup không online được, cho nên là chúng ta sẽ chỉ nói hai việc chính thôi. Việc thứ nhất á, là chúng ta sẽ giới thiệu thành viên mới, và việc thứ hai á là chúng ta sẽ nói về cái việc kết thúc chiến tranh cũng như là chúng ta sẽ triển khai xây dựng làng các kiểu ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu người mới trước đi ha. Thôi, từng từng bạn sẽ lên trước đi ha. Đầu tiên chắc là Kuro MC 136 đi. Và mình là Kuro MC, và hôm nay mình sẽ gia nhập server Minecraft FMB cùng mọi người. Mong mọi người chiếu cố với mình nha. Ok, tiếp theo sẽ là Kiro 97, VR gạch ngang Kiro 97 nào. Hello mọi May người, quá. mình là Kiro MC đây. Chào mọi người, mình đến với tinh thần rất là thân thiện. Cảm ơn mọi người. Ok. Tiếp theo thì Tiger VN. Annyeonghaseyo. Tôi xin giới thiệu, tôi là Ok, Tiger. đi lên ông. Ai có nhu cầu muốn học võ và hả bảo vệ tự vệ thì nhớ inbox liên hệ tôi nhé. Cảm ơn mọi người. Tiếp tục là Dragon Survival nào. Dòng sinh tồn Xin idol, idol dòng sinh tồn của hiệp idol dòng sinh tồn. Hello mọi người, mình là Dragon PN và rất vui được làm quen mọi người trong server FMB. Mong mọi người giúp đỡ. Ok. Chúng ta chơi Và này. còn một người nữa là chiều đây ai ta tín NT Gaming đây rồi, đừng có núp, lên nào em ơi. Ai dạ, ngại ngại quá, ngại quá, ngại quá, ngại quá. Ai dạ, không có gì phải ngại cả. Trời, chu đích vô mặt nhẹ luôn rồi. Hai ba tán đi à. Ai dạ, đang trình diễn mà. Một hai ba hi dạ. Hello, xin chào các bạn. Đây mình tín NT aka kẻ hủy diệt mọi xe giờ. Ai dạ, mình á. Ngại thế. Thì ai bắn cung ngại. Mình sẽ gọi là mang đến cho cái server này một cái sự giàu có dành cho mình. Hết. Nói chứ nói gì. Mình muốn đuổi đẳng cấp ra khỏi làng đó mọi người ơi. Anh Mực Kê ơi, sáng nay giới thiệu mấy bạn cũng mới vô luôn chứ. Bạn Miner nè. Ô Đức nè. Cũng chưa giới thiệu bản thân mình mà.
Người ta à, giao qua trận chiến, qua trận chiến là thân rồi anh ơi. Ủa, nhưng mà quá quen thuộc luôn rồi anh ơi. Chứ người ta lấy cả team, mấy bạn trở thành cũ rồi hả? Rồi thì sau khi mà chúng ta giới thiệu những cái gương mặt mới á, thì bây giờ là sẽ một số luật gì? tí nữa có một cuộc phỏng vấn giữa team Zio với team Kira lên phát nhỉ. Ui càng đế rồi, từ từ nha mình đã phổ biến cái luật của server cái đã. Thì một số luật cơ bản thì chắc là mọi người vào trước rồi thì mọi người nắm được rồi, còn mấy bạn mới thì chắc cũng dễ thôi. Thì mọi người sẽ chơi sinh tồn như bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Ngoài ra thì mọi người là cố gắng là đừng để bị dụ ha, tại vì khi mà các bạn bị chết bởi một người á thì các bạn sẽ bị mất một team, còn cái người mà giết các bạn á thì người đó sẽ được nhận một team ha. Thì càng ít team thì các bạn sẽ càng khó sống sót ở trong cái thế giới này nha. Rồi thêm một cái luật nữa là các bạn sẽ không được phá block ở chợ hoặc là lấy đồ ở chợ, tại vì chợ là nơi giao dịch mua bán thì các bạn sẽ phải theo luật. Tức là ví dụ như người ta để cái rương đó, người ta để một tấm bảng là 5 kim cương bằng một cái gì đó hoặc là cái gì, thì các bạn muốn thì bạn phải bắt buộc là phải trao đổi bằng kim cương nha, không được lấy bất kỳ thứ gì từ chợ nha, nếu mà phát hiện là các bạn sẽ bị phạt đấy, ít nhất là 2 team nha. Rồi thêm một cái luật nữa là các bạn cũng sẽ không có được phá nhà của nhau nha, và cũng không được đánh nhau ở chợ nha, tại vì chợ là khu vực an toàn, giống như kiểu như các bạn đang bị rượt hoặc bị đánh gì á thì các bạn đứng ở chợ thì các bạn cũng sẽ không được đánh nhau nha. Dạ. Ok. Các bạn nắm rõ chưa? Rõ. Yes sir. Rất rõ nha. Rồi đây thì bây giờ có một số bạn mới vô á thì sẽ tổng kết lại cho mấy bạn mấy cái tình tiết trước, cũng như là cho các bạn nắm rõ được luôn là server vừa trải qua một cái trận chiến lớn chia ra giữa một team là Geocat và một team là Kira. Thì cái phần thắng á thì rất là tiếc á là thuộc về team của tụi mình, cho nên là cũng không có gì mà phải vui cả, tại vì tụi mình thắng thì nó cũng cái thường nào thôi. Thì tụi mình thắng thì cũng thường thôi. Thì nói chung là tụi mình bây giờ là đã đánh nhau xong rồi, nhưng mà tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, cho nên là ngày hôm nay là cũng là để cho mọi người là nói ra những cái hiểu lầm cũng như là bắt tay nhau để xây dựng một cái làng mới. Tại vì bây giờ có nhiều người mới rồi. Thì đầu tiên thì chắc là mời bên thua phát biểu trước đi. Zio lên phát biểu trước đi Zio ơi. Xong rồi tí đấy, xếp hàng bắt tay nhau tất cả thành viên anh nhỉ. Cũng được luôn, tùy mọi người thôi. Ok. Giờ trong sao đâu mày. Ok, chào mọi người. Chào người cũ và người mới. Tôi là Zio, còn được gọi là lãnh chúa. Thì qua trận chiến vừa rồi, nói chung là tụi tôi nhường thôi. Vậy. Đúng. Đánh nhau tiếp đi. Trong tương lai sắp tới thì chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác phát triển để cho cái ngôi làng này trở nên xinh đẹp nhất có thể, và sẽ không còn nhiều cái sự hiểu lầm như ngày xưa. Thì ngày xưa thì team tụi mình cũng chỉ là hiểu lầm với bên Kira thôi, cho nên là qua cái cuộc chiến vừa rồi á thì hy vọng là bên Kira và những thành viên bên team Kira sẽ gọi là bỏ qua cho tụi mình, và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển lại ngôi làng nhá. Thì team Kira có lời gì phát biểu không nhờ? Nào, bắt buộc phải phát biểu chứ, lên chiến thắng mà. Tôi chỉ có những cái là như muốn nói như vậy thôi. Dạ, mời Kira lên nhá. Rồi mời Kira lên, phát biểu một vài lời cho mấy bạn đi. Mấy bạn nghe cho nó suôn sẻ. Ôi trời ơi, mình luôn. Ừ, đất ơi, mình luôn. Ông trời tôi mới phát biểu rồi. Trời ơi, ông trời cảm động, ông trời cảm động. Cảm động rồi, đây rồi. Xin chào mọi người, mình là đại diện cho công lý, cho nên là lúc mình phát biểu trời mưa đấy. Đúng rồi đấy. Thì trải qua cuộc chiến vừa rồi thì mình muốn hỏi team Thu một câu là tại sao team Thu lại phát động cuộc chiến tranh? Tại vì trước khi đánh nhau thì chưa kịp hỏi nhau gì cả, cho nên là đến tận bây giờ vẫn chưa biết mục đích chiến tranh vừa rồi là gì luôn. Cho nên muốn hỏi team Thu là tại sao vừa rồi lại chiến tranh ấy. Như tôi đã nói thì chỉ là hiểu lầm thôi. Ban đầu
tụi tôi là thấy ông ăn hiếp thành viên mới, đó chính là Monster. Nhưng mà qua một vài trường hợp xảy ra nữa, thì ngoài cái việc mà mục đích của ông là hòa bình ấy, thì tụi tôi còn thấy ông là lấy team của một số thành viên mới nữa. Cho nên là với sự bất bình không thể nào mà bỏ qua được, thì team tôi đã qua gây phát động chiến tranh đối với team của ông. Nói chung là chỉ có vậy thôi. À, là lý do là vì tôi bắt nạt người mới đúng không? Vậy thì tôi sẽ mời người mới là Monster Miner lên đây. Và không, Monster thôi, Âu Đắc là sau chiến tranh rồi mới lấy, không tính. Còn đây Monster, nguyên nhân chính gây chiến tranh. Đây, tôi mời mọi người trong làng nhìn mặt thằng này. Ôi, ăn Monster đần kìa, ôi. Nhìn mặt nó đi. Ôi, anh này đẹp trai quá ta. Ôi. Đây, câu chuyện là như này. Mọi người nhìn mặt nó thì mọi người cũng hiểu rồi đấy. Trong, ai giá cái con gì á. Trong cái quá trình á, mà kéo Monster xin gia nhập vô ngôi làng thì nó quá đần. Cho nên phải búng cho nó hiểu ra, và vô tình khiến Zio Cat, một team của Zio đã hiểu lầm là tôi bắt nạt người mới và nó xảy ra chiến tranh. Còn bây giờ á, đã mọi người đã hiểu nhau hết rồi, thì tôi xin tặng lại Monster đần cho team của Zio để hiểu được cái độ đần như thế nào. Nghe cay đấy. Trước cái ngôi làng này nó cũng không thể nào chịu được cái quả bù bù là bao nữa rồi. Đấy, đây là lễ trao lại Monster. Zio Cat nhận Monster về team, bế nó về tôi cũng sẽ được nhận là gì cả người em trai này. Rồi tất cả các team đánh nhau xếp hàng ngang đi, rồi đi đi qua bắt tay nhau dần dần như này. Vậy là mọi người xì xóa nha, chỉ là hiểu lầm nha. Xì xóa nha, bắt tay đi nha. Tất cả là tại Monster thì tôi có ý kiến là mình có thể thịt Monster để tế được không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nào anh em xếp hàng ngang bắt tay nào, hai team. Sao bọn nó cắn mỗi tôi ấy, sao mọi người nó không cắn? Đấy, lý do cả. Lý do cả đấy. Ông có nói lý do là do ăn ở rồi. Gần chết rồi. Nói chung là cái thủ tục bắt tay nó hơi lâu á, tại vì do mấy cái phần tôm này nó làm hơi rối anh em à. Cứ đi qua nhau chậm rãi là được anh ơi. Rồi, lát đi tìm kia xếp hàng đi nhỉ. Có sao người mới vào bắt tay này. Ờ, lại quá. Mình chung vui mình biết gì đâu. À, bây giờ bắt đầu một ngôi làng. Dị bái cao đường. Tình hình là ông nào hôi nách quá. Đừng nhìn tôi. Giải thắng rồi. À khoan. Do là đợt vừa rồi hiểu lầm thì tôi xin phép là có ý kiến là sẽ trả lại team cho toàn bộ người mới. Chứ nhìn người ta thế thì cũng hơi khổ á. Tôi xin phép là mọi người nói chung là mọi người sẽ, những người mà bị mất team thì sẽ được trả lại team. Đúng rồi, trả lại để mỗi người có lại mới team như ban đầu nha. Đúng rồi, mọi người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với đầy đủ năng lượng. Bây giờ ai bị mất team và ai dư team thì qua bên này để làm thủ tục trao lại nha. Ai, tôi mất 2 team ai. Có giường không ta, có giường không ta. Ai, tôi mất 1 team. Tôi mất 2 team. Tôi bị mất 3 team lận. Em mất 2 team. Đâu giường rồi. Về nơi sẽ chạy team nha. Cũng may là mình là người mới vô á, nên là chiến tranh kết thúc rồi. Mình cũng không gây chiến tranh gì cả, cũng không gây mất một team nào hết. Cho nên là mình cũng khá là may mắn ấy. Và đây là tập 2, bọn mình đã kết thúc chiến tranh và bắt tay nhau làm hòa rồi. Và không có ai thù hấn với ai hết. Và cảm ơn bạn đã xem hết video của mình nha. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau nha. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, cause I've been laying under palm trees waiting for the summer. No, there's nowhere to go, 'cause I am happy.